đúng. Anh có nói câu gì trước khi thi không anh? Tim em đập hơi mạnh. À tim đập mạnh à, thế em cố gắng nhá. Để anh giữ. Mặc ra đi anh em ơi. Already. Chơi nhá. Dạ vâng. Chị Lợn đâu hết rồi? Thấy một cặp đâu ơi? Em đây rồi. Thằng nào chị Lợn thế? Nó bắt mình cởi ra cởi vào. Anh mất 10 giây đây là em vui rồi. Ở kia chưa bật xe em ơi. Bật xe chưa? Chị bật rồi. Lá đây như một con chó. Chị như một con chó kia đây. Ba ơi. Lợn ơi, một điểm ơi. Chó điên à. Chó điên này. Điểm nữa này. Chưa chạm em ơi, được đấy, quả là kinh đấy. Quả bánh sau chạm thôi. Bánh sau ăn rồi. Một điểm nữa. Là hai điểm rồi đấy. Vâng, chúc mừng bạn đã có hai điểm. Ok, hai điểm. Một, ba nữa. Đấy. Đấy chị vậy. Có lỗi gì nghe hôm qua. Vừa lấy lỗi đủ cái cục kia rồi. Chúc mừng bạn đã có ba điểm. Đủn là cái gì à? Ba bổ thả cầu. Nào, có cần anh bế không? Qua cầu có cần anh bế không? Ra vào thì chạy đi mò cầu nó mới vui. Thôi lúc nãy anh rời rồi, đi về hôm sau là vẫn đi sao đấy ông ra à? Ờ đấy. Xa đi. Tí cho ông đi nhặt. Tao đá luôn đây này. Ôi nhà đến lượt mình nhỉ. Ờ. Mày nhanh phết đi chứ. Bảo lâu. Bế nào. Để mọi người. Lùi lại đi. Trượt là cái chắc. Trượt là cái chắc. Nào. Trượt là cái chắc. Bò. Đố anh lên được luôn này. Đố anh lên được luôn này. Tim mà đập nhanh nổ. Ủa tim phụ thở. Anh ơi. Nhưng mà tại sao cái này nó lại cứ quay là thế nào? Ok, anh thì đéo ai biết. Trượt là cái chắc này. Chết mẹ mày đi, ta biết mà. Mày trượt là cái chắc này. Tránh cái bóng ra nhé. Vâng, với giải thưởng là bốc chất anh đang có giải. Anh đang có giải. Bốc chất. Nhớ để soi vào cái bánh lốp xe nhé, có chạm đoánh không này, chạm bóng này. Ủa kỉnh quá nhỉ. Ý đấy nhỉ. Nhưng mà có lẽ là anh lắm nót này không ăn thường. Anh chỉ là tôi đấy thôi. Bơm này. Vâng, câu điểm. Bỏ tay vào nhá. Thôi không ai gì đâu, có ai không điểm trừ điểm đâu. Có ai nói gì đâu. Thôi đấy, chờ. Ai nói gì đâu, có ai trừ điểm gì đâu. Tự nhiên anh sợ. Ồ. Cái thì về. Ta chỉ kinh tế điểm thôi. Xe này à? Anh đã được tặng rất nhiều cái pha cứu lần của anh rất hay ấy. Dạy em nhé. Thì mẹ mất bao thời gian vào đấy rồi đấy. Ừ mệt quá. Ôi mẹ cái mõm này là mẹ mày đào mà lên luôn mà. Anh thấy thế nào anh? Anh cảm giác cái thi thế nào? Vẫn run lắm anh ơi. Vẫn run à? Không được anh ơi, bây giờ đã trong TikTok thi rồi, không được sửa được. Đây là cái cản của anh nó có đâu mà chả không mất. Thằng bé nó sợ. Ông tránh ra, ông có con nào co đâu. Ông tránh ra đi. Đúng rồi đấy. Toàn đổ cho con đấy. Cứ mải chim lợn. Mạnh lên em ơi. Bóc đi. Ban tổ chức bị chửi chưa? Ngu chưa? Một mình không sao mà móc. Mạnh lên em ơi. Trừ một điểm thôi cũng được. Làm gì mình dậy. Một quả. Đẩy quả này 2 điểm nhá. Quả này 2 điểm đúng không? Nó đổ đâu. Nhưng mà đẩy ra xa quá rồi. 2 điểm đúng rồi. Ra cái đây.
Bốc qua thằng Nam, bốc qua xe thằng Nam. Tôi mệt, cô tư rồi. Vâng, anh đã hết run chưa anh ơi? Dạ. Cái bài này hết run chưa anh? Tình hình là đi. Tim đéo đập nữa rồi. Tim có cảm giác nó muốn ngừng mẹ rồi anh ơi. Thôi thì thua là cái chắc rồi.